Thế giới hôm nay xin được chào các bạn. Với những gì Trung Quốc đã và đang làm trong việc tạo ra các loại máy móc thiết bị, chúng ta hoàn toàn có thể nghi ngờ rằng phải chăng họ đến từ tương lai. Bởi nhìn vào mạng lưới đường giao thông trên biển, đất liền hay các công trình nhà cao tầng, điều đầu tiên hiện lên trong đầu bạn chắc chắn là vì sao họ lại có thể xây dựng được các công trình mệnh danh là dài nhất, cao nhất thế giới. Đó chính là vì người Trung Quốc đã vượt trước thời gian để tạo nên những cỗ máy đặc biệt giúp họ hoàn thành công việc dễ dàng hơn và nhanh hơn. Trong video hôm nay, các bạn hãy cùng Thế Giới Hôm Nay khám phá 5 cỗ máy vĩ đại Trung Quốc đã chế tạo để thấy được họ đã phát triển đến mức nào rồi nhé. 5. SLJ-932. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng khám phá cỗ máy được mệnh danh là quái vật sắt của Trung Quốc có tên SLJ-932. Trở về thời xa xưa một chút của lịch sử Trung Quốc, chúng ta đều biết Tân Thủy Hoàng đã bắt người dân phải treo đèo lội suối, vườn núi ban rừng để xây dựng nên Vạn Lý Trường Thành. Tất nhiên đã có không ít người phải bỏ mạng để tạo ra kiệt tác kỳ quan thế giới này. Học tập cha ông của mình, Trung Quốc ngày nay cũng đi trước thời đại khi tạo nên những công trình có 102 trên thế giới. Tuy nhiên, những công việc khó khăn như bắc cầu qua núi, qua sông, qua biển, giờ đây đã có siêu cỗ máy khổng lồ nặng đến 580 tấn SLJ-932 đảm đương. Điều khó tin là cỗ máy này được chế tạo và lắp ráp tại Trung Quốc. Nhìn từ xa, nó trông giống như một chiếc tàu hỏa. Nhưng hãy nhìn cách nó làm việc, con quái vật này rất đáng nể đúng không nào? Được đưa vào sử dụng từ năm 2015 đến nay, SLJ-932 đã nối nhịp ra hàng chục cây cầu khổng lồ ở Trung Quốc, giúp tiết kiệm chi phí, thời gian rất nhiều. Chính vì sở hữu một con quái vật như vậy, nên không khó để hiểu vì sao Trung Quốc là quốc gia sở hữu những cây cầu dài nhất hay cao nhất trên thế giới như cầu Nam Kinh, cầu lớn Đan Dương Côn Sơn, cầu lớn Thiên Tân hay cầu Vịnh Hàng Châu, cầu Đông Hải, v.v. Nếu cầu Tân Vũ với chiều dài 15 km được xem là cây cầu dài nhất tại Việt Nam phải mất hơn 3 năm để hoàn thành, thì với sự giúp sức của những cỗ máy siêu khủng như SLJ-932, cây cầu vượt biển dài 55 km nối Hồng Kông, Macau và thành phố Chu Hải của Trung Quốc đại lục chỉ mất khoảng 9 năm để xây dựng xong. 5. Máy xây tòa nhà khổng lồ. Khó có thể phủ nhận rằng Trung Quốc là một trong những quốc gia sở hữu nền công nghiệp xây dựng rất phát triển. Bên cạnh việc sử dụng những công nghệ thông thường, đất nước này còn sở hữu những cỗ máy khổng lồ do chính mình tạo ra. Nó khiến các nước trên thế giới bất ngờ về sự hiện đại và khả năng làm việc hiệu quả, giúp đẩy nhanh tốc độ xây các tòa nhà cao tầng ở Trung Quốc. Các bạn chắc hẳn đã nghe đến tòa nhà Greenland có độ cao 636m, bao gồm 125 tầng ở thủ phủ tỉnh Hồ Bắc. Đây được xem là tòa nhà cao nhất Trung Quốc vượt qua cả tháp Thượng Hải. Vốn là quốc gia có tham vọng xây dựng các tòa nhà chọc trời, hiện nay 5 trong số 10 tòa nhà cao nhất hành tinh là ở Trung Quốc. Và để tạo nên những siêu phẩm đó, không thể không kể đến vai trò của những cỗ máy xây nhà chọc trời này. Các bạn hãy nhìn xem. Bằng việc tạo ra một bệ đỡ cho các công nhân để họ có thể xây các tòa nhà cao hơn và vẫn duy trì sự vững chãi cho dù ở độ cao 500m so với mặt đất, thậm chí có thể chịu đựng được gió bão. Mỗi khi công nhân hoàn thành vài tầng, cỗ máy xây nhà này có thể tự đẩy lên cao, tạo ra dàn giáo mới cao hơn. Và thay vì sử dụng cách thức thông thường phải mất cả tháng để hoàn thành một tầng chung cư, thì với sự hỗ trợ của cỗ máy khổng lồ này, bạn có tin nổi không? Các công nhân hoàn thiện một tầng chỉ trong vòng 3 ngày. Ước gì Việt Nam cũng có một cái nhỉ? 5. Cai Dung. Không cần phải thuê hay nhờ cài công nghệ nước ngoài, giờ đây Trung Quốc đã có thể tự làm cỗ máy đào hầm khổng lồ Made in China chính hiệu để phục vụ cho công cuộc xây dựng những hầm đường sắt dài nhất châu Á. Để thực hiện mục tiêu này, Trung Quốc đã tạo ra cho mình một cỗ máy khổng lồ không kém hai cỗ máy mà thế giới hôm nay vừa giới thiệu. Thế nhưng chúng ta đều biết, việc tạo ra một cỗ máy khổng lồ là việc vô cùng khó khăn về mặt kỹ thuật và chi phí. Vậy nhưng tất cả không thể làm khó được bước tiến của quốc gia đông dân nhất thế giới này về mặt khoa học công nghệ. Trong khi phần lớn các nước trên thế giới phải thuê mướn máy móc để thực hiện các đường hầm, điển hình như tại Việt Nam, việc đào đường hầm sắt nhổn ga Hà Nội được thực hiện với công nghệ của Ý, robot đào hầm có đường kính 6,55 m, trọng lượng khoảng 850 tấn, dài hơn 100 m. Có thể với chúng ta, những con số này đã rất khủng rồi. Vậy nên các bạn đừng choáng khi biết rằng vào tháng 8 năm 2017, Trung Quốc đã cho ra lò cỗ máy có tên Thải Vân hay còn gọi là Kaiyun, nghĩa là đám mây rực rỡ. Nó có đường kính lên tới 9,03 m, nặng gần 1.900 tấn và dài 230 m. So sánh các bạn sẽ thấy những gì mà đất nước Trung Quốc đang sở hữu luôn nằm ngoài suy nghĩ của chúng ta. Điều quan trọng hơn hết là tất cả bộ phận gồm khiên đào phía trước và con sâu phía sau đều được sản xuất và lắp ráp tại Trung Quốc. Và máy có thể đào hơn 400 mét hầm mỗi tháng, gấp 3 đến 4 lần những máy đào hầm trước đây trong cùng khoảng thời gian. Thiên Vấn 1.
với tham vọng trở thành cường quốc công nghệ hàng đầu thế giới. Và không thể phủ nhận, họ đang thực hiện tham vọng của mình một cách quá nhanh, khiến cả thế giới phải nể phục, thậm chí là quan ngại, từ vũ khí, công nghệ thông tin, robot cho đến công nghệ vũ trụ. Năm 1970, trong khi đất nước ta còn chìm trong chiến tranh, thì Trung Quốc đã phóng vệ tinh không gian đầu tiên Đông Phương Hồng 1 vào vũ trụ. Đến năm 2003, Trung Quốc trở thành quốc gia thứ 3 trên thế giới đưa người vào vũ trụ bằng tên lửa tự chế tạo, sau Nga và Mỹ. Từ đó đến nay, Bắc Kinh luôn cố gắng bắt kịp Moscow và Washington, đồng thời đặt mục tiêu trở thành một cường quốc không gian vào năm 2030. Và vụ phóng tàu thăm dò Thiên Vấn 1 lên hành tinh đỏ vào ngày 23 tháng 7 vừa qua đánh dấu một bước đột phá trong công cuộc chinh phục không gian của Trung Quốc. Nó làm cả thế giới phải ngỡ ngàng vì sự tiến bộ thần tốc của quốc gia đông dân nhất thế giới. Theo kế hoạch, tàu Thiên Vấn 1 sẽ tới sao Hỏa vào khoảng tháng 2 năm 2021 và các hoạt động thám hiểm có thể bắt đầu từ tháng 4 năm 2021. Nếu thành công, Trung Quốc sẽ là quốc gia đầu tiên thực hiện sứ mệnh chinh phục sao Hỏa mà không cần hợp tác với các nước khác. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng đang thực hiện dự án đưa phi hành gia Trung Quốc lên mặt trăng và là một trạm vũ trụ không gian vào năm 2022. Tháng 1 năm 2019, Trung Quốc đã trở thành quốc gia đầu tiên đưa thiết bị lên thăm dò đáp xuống vùng tối của mặt trăng. Shanghai Maglev. Cuối cùng trong danh sách này chính là cái tên Shanghai Maglev. Nói trước nhé, đây không phải là cỗ máy xây dựng, càng không phải là cỗ máy khổng lồ. Nó đơn giản chỉ là một chiếc tàu điện thương mại nhanh nhất thế giới của Trung Quốc với vận tốc tối đa lên đến 431 km/h. Điều đặc biệt là nó không chạy trực tiếp trên đường ray mà sử dụng nệm từ trường giúp con tàu lơ lửng và tiến về phía trước với tốc độ không tưởng. Các bạn sẽ càng không thể ngờ rằng kỹ thuật tân tiến này lại được Trung Quốc đưa vào hoạt động từ năm 2004. Thời điểm này, phần lớn người dân nước ta vẫn còn hì hục đạp xe đạp. Nếu oách hơn có một tí, có thể tạo được chiếc mô tô quay tàu. Ngày ấy chúng rất hot, không biết các bạn còn nhớ không? Trở lại với Shanghai Maglev, không hổ danh là tàu thương mại nhanh nhất thế giới. Maglev chỉ mất 8 phút để hoàn thành tuyến đường dài 30,5 km, nối sân bay quốc tế Pudong và vùng ngoại ô của Thượng Hải. Các bạn có thể tưởng tượng tốc độ của nó khủng đến mức nào. Maglev được xem là tương lai của ngành đường sắt thế giới bởi khả năng vận hành ưu việt, tốc độ cao và ít gây tiếng ồn, đồng thời không bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Dù Shanghai Maglev đã hoạt động được hơn 16 năm, đã có rất nhiều công nghệ mới được ra đời, thế nhưng chưa quốc gia nào có thể xoáng được ngôi vị này của Trung Quốc. Shanghai Maglev tồn tại như một biểu tượng của quốc gia, cho thấy sự phát triển vượt bậc của Trung Quốc so với các nước trên thế giới, thậm chí là các cường quốc mạnh về công nghệ như Mỹ, Nhật Bản, Đức v.v. Không chỉ dừng lại ở đây, Trung Quốc còn đang tiếp tục thực hiện tham vọng, đẩy vận tốc của hệ thống tàu điện lên tới 600 km/h vào năm 2035. Hy vọng các bạn đã có những phút giây đầy thú vị với nội dung video hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh Thế Giới Hôm Nay.